Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Chủ nhật ngày 8 tháng 1. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội khi dự chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Gắn Kết năm 2023. Giáp Tết, tuổi trẻ huyện Long Hồ triển khai chiến dịch Xuân Tình Nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa. Vĩnh Long tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết, trong đó tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn các loại thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo cao cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh miền Trung. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù đã nghỉ hưu, nhưng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao là hết sức quý báu và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của khu vực miền Trung cũng như của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới các đại biểu có mặt tại buổi gặp mặt và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung, vùng đất giàu truyền thống cách mạng có nhiều đóng góp lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm qua, Chủ tịch nước cho biết cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại. Trong đó, kinh tế xã hội phục hồi tích cực, tăng trưởng cao 8,02%, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nhiều cân đối lớn được đảm bảo. Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đã hỗ trợ người sử dụng lao động và trên 68 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí trên 104.000 tỷ đồng. Sáng nay tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Gắn Kết năm 2023. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Phú Yên tổ chức. Phát biểu với đoàn viên công đoàn, công nhân người lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công nhân và của toàn xã hội. Sau hơn 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã tăng về số lượng, trưởng thành về chất lượng, năng động hơn, sáng tạo hơn, chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng Chính phủ biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức thành công chương trình Tết Sum Vầy trong nhiều năm qua, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của công nhân, người lao động. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân. Thủ tướng tin tưởng không khí đầm ấm, Tết Sum Vầy, Xuân Gắn Kết sẽ theo chân anh chị em công nhân, người lao động về với gia đình, về các miền quê để cùng làm nên một cái Tết tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Những người không có điều kiện về quê cũng sẽ được đón một cái Tết vui tươi đầy đủ để tất cả đều có Tết đầm ấm, mà không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đã cận kề. Đây là thời điểm giúp người dân kiếm thêm thu nhập từ nhiều nghề tay trái, mà đặc biệt là các bạn trẻ. Các công việc thời vụ trước Tết thì không chỉ giúp cho các bạn có thêm nguồn thu nhập, mà còn là niềm vui, sự trải nghiệm phong phú trong những ngày giáp Tết. Công việc chính là thợ hớt tóc. Thế nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm cận Tết, anh Dương Cao Sơn lại tranh thủ thời gian làm thêm các sản phẩm cây vàng, lá ngọc, cây kim tiền rực rỡ sắc màu để bán chân Tết. Với niềm đam mê cộng thêm đôi tay khéo léo, tỉ mỉ đã giúp anh làm nên nhiều sản phẩm đẹp, độc đáo và đặc biệt có thêm thu nhập khấm khá đón xuân. Công việc chính của mình là thợ làm tóc. Cuối năm thì
làm cây cành vàng lá ngọc để tăng thêm thu nhập. Cây này là tự làm hết, cả gia đình chúng lại làm, cứ 15 năm nào cũng ra để bán Tết. Công việc này cũng như là nói chung là rất là vui. Cuối năm là thời điểm nhiều công ty, cửa hàng, cơ sở sản xuất tăng cường sản xuất theo đơn đặt hàng, nên rất cần tuyển thêm lao động thời vụ. Thay vì về quê đón Tết sớm, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, tranh thủ tìm những công việc phù hợp để kiếm thêm thu nhập. Công việc mùa vụ Tết phong phú, đa dạng, từ phục vụ quán, bán hàng, gói giỏ quà đến trang trí sản phẩm handmade, làm shipper. Nếu nỗ lực tăng ca, giờ làm, lương thưởng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba hoặc được nhận thêm quà tặng, lì xì. Các đơn vị trả thu nhập theo giờ, trung bình từ 15.000 đến 50.000 đồng một giờ, hoặc từ 140.000 đồng đến 400.000 đồng một ngày, tùy yêu cầu của công việc. Cũng có đơn vị trả cao hơn do thiếu lao động và khối lượng công việc tăng dịp cuối năm. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm nhất. Em hiện tại mùa Tết này em đăng ký đi làm shipper để kiếm thêm thu nhập, để Tết này mua quà cho ba mẹ, để trang trải thêm tiền học phí. Hiện tại là đơn hàng của Tết ở tại shop thì đang có một cái lượng khối lượng đơn hàng rất là lớn, cho nên là việc tăng nhu cầu sản xuất cũng giống như là tụi em cũng phải cật lực tăng ca thêm để có thể là kịp phục vụ Tết cho bà con cô bác. Bên em tuyển thêm các bạn nhân viên đa phần là sinh viên, các bạn sẽ làm xoay theo ca. Qua một cái mùa làm thêm Tết này, các bạn có thể là tiếp thu được cái kinh nghiệm phục vụ khách hàng. Các bạn cũng có được một cái thưởng Tết. Mùa vụ Tết, mùa làm thêm, mùa của niềm vui, có thêm thu nhập. Mỗi người một việc, ai ai cũng chung tay góp phần tạo nên mùa xuân vui tươi, cầu mong cho một năm mới sắp đến thêm đủ đầy, sung túc. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2023. Cho hơn 1.500 học sinh lớp 12 đến từ các trường trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh. Tham dự chương trình, học sinh được tham quan cơ sở vật chất, các trung tâm phòng thực hành với trang thiết bị hiện đại, tìm hiểu môi trường điều kiện học tập của các ngành nghề đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Các em cũng được cung cấp thông tin, nghe tư vấn và trực tiếp trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2023, phương thức xét tuyển, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm sau khi ra trường. Qua đó giúp các em chủ động và tự tin lựa chọn ngành nghề đúng sở thích, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và năng lực bản thân, nhằm nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ tuyển hơn 2.700 sinh viên cho 30.000 đào tạo với 47 chuyên ngành. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán đang đến gần. Để góp phần cho mùa xuân thêm nhiều ý nghĩa, những ngày qua, tuổi trẻ huyện Long Hồ đã triển khai chiến dịch xin tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động không chỉ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân. Tuyến đường ở ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa này vừa được địa phương đầu tư nâng cấp mở rộng. Để chung tay cùng địa phương giữ vững và nâng chất tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, đoàn viên thanh niên trên địa bàn và các sinh viên tình nguyện đã ra quân thực hiện công trình thanh niên tuyến đường qua Quệ Chuối mùa xuân với chiều dài 1 km. Khi tham gia chiến dịch xuân tình nguyện, em cảm thấy rất là phấn khởi khi cùng bà con xã Lộc Hòa xây dựng tuyến đường hoa, nó khang trang và sạch đẹp hơn. Em mong muốn là tuyến đường sẽ Tết đến sẽ rực rỡ màu sắc và xanh tươi hơn nữa. Tết đến xuân về thì được nhà nước hỗ trợ làm cái đường đan mới khang trang. Quyền đoàn và mấy em sinh viên tình nguyện đến ấp để giúp trồng cái tuyến đường hoa, rất là tích cực và phấn khởi, làm cho cái diện mạo ở ấp nó được khang trang. Ở đây bà con đều phấn khởi hết. Các hoạt động sẽ chia góp phần tạo an sinh xã hội như vận động trao học bổng, sổ tiết kiệm học đường cho học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho gia đình thanh niên công nhân, gia đình có con là chiến sĩ đang công tác tại biển đảo, cũng được huyện đoàn tập trung đẩy mạnh trong dịp này. Tôi có con đang công tác ở biển đảo, có thanh niên xuống thăm gia đình và động viên, tôi cũng rất mừng. Triển khai chiến dịch xuân tình nguyện năm nay, huyện đoàn Long Hồ tập trung 4 nội dung, gồm chương trình vì sức khỏe cộng đồng, vì đàn em thân yêu, chia sẻ cùng nhà nông và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023.
Xuân tình nguyện năm 2023 thì huyện đoàn Long Hồ sẽ tập trung vào các cái công trình phần việc thanh niên. Ngoài ra thì lại chung tay chia sẻ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là quan tâm đến những đối tượng hộ gia đình bị ảnh hưởng sạt lở của xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Mong muốn cái chiến dịch này nhằm là nâng cao cái chất lượng hoạt động công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện để góp phần sức trẻ của mình chung tay sẽ giúp cho bà con có một cái mùa xuân thật sự hạnh phúc. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ huyện Long Hồ đang tích cực hăng hái thực hiện các công trình phần việc thanh niên ý nghĩa. Qua đó góp phần tích cực cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh trong đầu xuân mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay. Ngoài đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương số 6 đến kiểm tra tại Vĩnh Long, thì 120 đoàn thanh kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã, phường cũng được Vĩnh Long thành lập và tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm chế biến từ thịt, thủy sản, bánh mứt cũng được tập trung kiểm tra trong đợt này. Bên cạnh kiểm tra các thủ tục hành chính như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, giấy khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, thì nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, nguồn nước sản xuất và điều kiện vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở thì đoàn cũng đã có cái ghi nhận đánh giá, nghĩa là các cơ sở cái sử dụng nguồn nguyên liệu thì rõ ràng có ghi chép cái hồ sơ sử dụng phụ gia hóa chất thì cũng nằm trong cái danh mục cho phép sử dụng, và cái điều kiện vệ sinh thì đa số cơ sở là những cái có cái được chứng cấp nhận đủ điều kiện thực phẩm và được cái chứng nhận HACCP ISO. Rồi đoàn cũng đã thu một số cái mẫu để kiểm tra chất lượng, mà nếu phát hiện những cái mẫu mà không đảm bảo an toàn thực phẩm thì đoàn sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh chỉ ra những hạn chế về an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất, chế biến của các cơ sở, các đoàn kiểm tra còn tuyên truyền hướng dẫn cơ sở thực hiện các quy định trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc chọn mua nguyên liệu, phụ gia, công bố chất lượng sản phẩm và kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ. Gia đình chúng tôi là sản xuất là các mặt hàng nem chả này kia là từ xưa đến nay theo truyền thống, khâu kiểm tra thì có nhắc nhở những đề vệ sinh thì nói chung nó cũng có thiếu sót một chút ít, thì chúng tôi là sẽ hứa khắc phục. Khi mà công nhân vô làm thì đều có trang bị bảo hộ lao động, và những cái sản phẩm mà khi mà xuất ra tới tay người tiêu dùng là đều có kiểm nghiệm và luôn lúc nào cũng là chất lượng bảo đảm. Tết thì có cái sản phẩm như là sản phẩm chế biến từ thịt, sản phẩm đồ uống có cồn, rồi nước giải khát, rồi là bánh kẹo, vân vân. Thì sản phẩm rau củ quả thì sẽ được người dân sử dụng rất nhiều. Thì chúng tôi đề nghị là ban chỉ đạo ngành của tỉnh là khi đi tổ chức kiểm tra ở tại các cái tuyến như là xuống tuyến huyện hoặc tuyến xã thì chúng ta sẽ chú trọng đến các cái nhóm sản phẩm này để đảm bảo là các sản phẩm đều đủ các điều kiện an toàn cho người dân sử dụng trong dịp Tết sắp tới. Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần. Nhu cầu thực phẩm sử dụng trong những ngày Tết của mọi người cũng tăng cao. Để hưởng một mùa xuân trọn vẹn và ý nghĩa, bên cạnh việc kiểm tra đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các ngành chức năng, người dân cũng cần quan tâm chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng và chế biến bảo quản đúng quy định để bảo vệ sức khỏe gia đình. Chuyển sang những thông tin về y tế đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long triển khai chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng với mục tiêu là phấn đấu vận động được 2.000 đơn vị máu. Chiến dịch nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động đông đảo các lực lượng trong xã hội có đủ sức khỏe tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, từng bước tạo nét đẹp văn hóa hiến máu của người vào dịp đầu xuân, đảm bảo đạt chỉ tiêu, phấn đấu góp phần cung cấp đủ lượng máu phục vụ cấp cứu điều trị bệnh nhân dịp Tết. Theo đó, từ cuối tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023, với mục tiêu vận động ít nhất 2.500 người đăng ký hiến máu và tổ chức tiếp nhận được 2.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, huy động tối thiểu 50 người hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm sẵn sàng hiến máu nhằm góp phần đảm bảo lượng máu dự trữ cần thiết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023. Theo ước tính thì mỗi năm nước ta có khoảng 13.000 trẻ em mắc bệnh lao các thể cần điều trị.
Trẻ em đa phần mắc lao ở độ tuổi dưới 5, chiếm khoảng 50% tổng số trẻ mắc bệnh. Các chuyên gia về phổi cho biết, hiện chỉ mới thống kê được khoảng 10% đến 15% số trẻ mắc bệnh lao mới. Nguyên nhân là bệnh lao ở trẻ em khó phát hiện và chẩn đoán do các triệu chứng lâm sàng thường mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại trong cộng đồng. Một số trẻ đã nhiễm vi khuẩn lao nhưng vì có sức đề kháng tốt nên không tiến triển thành bệnh ngay lúc đó, hay còn gọi là lao tiềm ẩn. Trong trường hợp này, gia đình vẫn nên cho trẻ đi sàng lọc, điều trị lao tiềm ẩn ngay để tránh nguy cơ nặng. Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa Thông tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Cụ thể, chỉ đạo ban tổ chức lễ hội thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin, dịch vụ, đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, biến tướng trong dân sao giải hạn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích lễ hội. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các cơ quan đơn vị ngành giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa, Cục Đường sắt, Cục Hàng không và Sở Giao thông Vận tải các địa phương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay. Yêu cầu các đơn vị đường bộ khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm và có phương án phân luồng tổ chức giao thông tại các đầu mối giao thông trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Đối với đường sắt, yêu cầu tăng cường kiểm tra việc tại các khu vực có nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phía Cục Hàng không, công điện yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Trong những ngày qua, thì các doanh nghiệp cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn nhân lực, tận dụng công suất máy móc thiết bị để sản xuất nhằm gia tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài tỉnh. Với những hợp đồng đã ký kết và nhận định thị trường tiêu thụ sẽ tăng trong dịp Tết năm nay, nên ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, công ty bánh kẹo Sơn Hải đã triển khai sản xuất phục vụ thị trường Tết. Hiện tại, ngoài các sản phẩm truyền thống như kẹo đậu phộng, kẹo me các loại, thèo đèo, kẹo hạt điều, dịp Tết năm nay, doanh nghiệp còn đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu khách hàng. Mặc dù giá một số nguyên liệu và một số chi phí tăng, nhưng năm nay doanh nghiệp này cam kết không tăng giá sản phẩm. Công ty bánh kẹo Sơn Hải đã chuẩn bị các khâu nguyên liệu và đầu tháng 9 âm lịch, công ty đã tổ chức nhập nguyên liệu để phục vụ cho thị trường Tết năm nay. Đường với đậu phộng tăng cao rất nhiều, nhưng mà công ty bánh kẹo Sơn Hải vẫn giữ nguyên cái mức giá ban đầu để ổn định thị trường, để phục vụ cho bà con. Còn tại doanh nghiệp này, để đảm bảo đủ nguồn cung cấp cho thị trường Tết, ngoài việc chủ động nguồn nguyên liệu chế biến, doanh nghiệp đã đầu tư gần 30 tỷ đồng để lắp đặt thêm hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nhằm gia tăng công suất lên gấp đôi. Về nguyên vật liệu đã chuẩn bị hơn 1.000 tấn để cho sản xuất, để phục vụ cho cái dịp Tết này. Và đến thời điểm hiện tại là doanh nghiệp đã đưa ra thị trường là hơn 200 tấn thành phẩm. Thứ hai nữa là nâng công suất sản xuất lên, máy móc thiết bị là hoạt động 24/24. Và công nhân thì gần 100 công nhân sản xuất liên tục 3 ca, làm sao đảm bảo được cái hàng hóa kịp cung ứng ra thị trường. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, từ tháng 9 âm lịch, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất bánh kẹo mứt trên địa bàn tỉnh đã bước vào vụ sản xuất. Ngoài việc chuẩn bị nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đều quan tâm đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa
và xem đây là vấn đề quan trọng để phát triển thị trường. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, sản xuất các loại sản phẩm mới phục vụ khách hàng ăn kiêng cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vì thế, Tết năm nay, nhiều chủng loại bánh kẹo được sản xuất tại địa phương đều có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại có trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, từ rằm tháng Chạp hàng năm, bà con trồng mai đã bắt đầu lặt lá để qua bung nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, làng mai ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng vì vậy mà nhộn nhịp vào mùa lặt lá mai. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, thì mời quý vị và các bạn cùng xem qua một số hình ảnh cho thấy không khí tất bật tại làng mai nổi tiếng này những ngày cận Tết. Trồng mai, thế nên các nhà vườn đang tập trung để cho ra những cây mai có giá cao. Ngoài ra, mùa lặt lá mai này cũng đang giúp nhiều người kiếm được ít tiền, lo cho cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình, bởi giá thuê nhân công thời vụ để lặt lá mai từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng một ngày. Riêng giới thợ có tài nghề có thể nhận được 600.000 đồng đến 700.000 đồng một ngày. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.